Thông qua thống kê của Cục Hàng không Việt Nam, tính chất di chuyển lệch đầu đã thể hiện rõ nét vào thời điểm trước kỳ nghỉ lễ một tuần. Dữ liệu cho thấy chặng bay từ Hà Nội đi Huế, Quy Nhơn, Quảng Bình, Nha Trang, Phú Yên, Điện Biên sắp cạn vé trong ngày đầu tiên nghỉ lễ. Các chuyến bay từ hai thành phố trung tâm bao gồm Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đến các địa phương có tỷ lệ đặt chỗ cao khi đợt nghỉ lễ bắt đầu từ ngày 27 tháng 4 đến mùng 1 tháng 5. Vào ngày 27 tháng 4, tỷ lệ đặt chỗ di chuyển bay từ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đến các địa phương đa phần đã đạt mức trên 75%. Một số đường bay có tỷ lệ dao động từ 90 đến 100% như Hà Nội, Huế, Quy Nhơn, Quảng Bình, Nha Trang, Phú Yên, Điện Biên, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Lạt, Phú Yên, Phú Quốc và Điện Biên. Trên đường bay từ các địa phương đến Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ đặt chỗ vào giai đoạn đầu kỳ nghỉ lễ chỉ ở mức là 50%. Một số đường bay có nhiều đường người đi hơn là Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh, Điện Biên, thành phố Hồ Chí Minh, Điện Biên, Hà Nội, Đà Lạt và Hà Nội. Với ngày giữa kỳ nghỉ 29 tháng 4, tỷ lệ đặt chỗ chưa thể hiện mức độ gia tăng hay có biến động đặc biệt trên đường bay nội địa. Hiện đa phần dao động ở mức là 30% đến 50%. Hành khách vẫn có nhiều lựa chọn di chuyển chuyến bay phù hợp trong thời điểm này. Đến ngày kết thúc kỳ nghỉ lễ là mùng 1 tháng 5, lưu lượng tăng cao rõ rệt trên các đường bay từ địa phương đi Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh với tỷ lệ trung bình trên 75%. Trong đó thì các đường bay ở mức 100% bao gồm Huế, Phú Quốc, Điện Biên, Đồng Hới, Nha Trang, Hà Nội, Pleiku, Phú Quốc, thành phố Hồ Chí Minh, Phú Yên, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Quy Nhơn, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả thống kê tỷ lệ đặt chỗ trên các đường bay nội địa cũng cho thấy vé đi Điện Biên có thể nóng lên khi gần đến dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Các đường bay Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Điện Biên đều nằm trong nhóm có tỷ lệ đặt chỗ cao xuyên suốt cả kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 và dự báo sẽ tiếp tục duy trì trong những ngày kế tiếp.